Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là mình sẽ tiến hành chiết một số cành hồng, bao gồm có mấy cây hồng đào với mấy cây hồng quê. Hồng quê ta nhé. Đó, nên mình sẽ tiến hành chiết. Cái cây hồng đào này thì mình dâm cành thì nó cũng lên được thôi, nhưng mà cái tỷ lệ sống khỏe là nó không được cao lắm, cho nên là mình thì phải chiết. Đó. Đây, cây này. Đây, cây hồng đào này. Hoa nó rất là nhiều. Đó, hoa đang rất là nhiều. Đó. Để mà chiết thành công thì mình phải tiến hành, bây giờ đang buổi sáng mình sẽ tiến hành là khoanh trước đấy, xong rồi để nó khô, buổi chiều nó khô thì mình sẽ bó bầu. Đó. Mình zoom đến cái vị trí mình ấy, mình khoanh đấy nha. Đây, cái cây này là hiện tại là mình đang để nuôi cái thân này nhá. Mình để nuôi cái thân chính này. Công cụ để chiết thì mình có con dao này. Con dao chuyên nghiệp, dao chuyên để chiết ghép cây. Thân này mình để này. Cái thân này mình sẽ chiết bỏ đi. Có thể cắt ở tận dưới này, nhưng mà ở dưới này thì nó chật chội quá, nó sẽ không bó được bầu. Mình sẽ khoanh ở cái vị trí này. Khoanh vị trí này nhá. Đấy. Để xong để lấy được cái thân cây này. Nó nhiều mắt. À, nhiều cái gai cắt vào đây. À. Giờ đấy, khoanh nhá. Đấy, vết khoanh này. Khoanh tròn khoảng hơn cm hoặc 2 cm, xong làm một vết rạch xuống, xong ta bóc cái vỏ ra. Đó. Bóc cái vỏ đi. Thường thì có cái cành, nếu mà nó bánh tẻ, cành hồng nó bánh tẻ thì nó sẽ bóc rất là dễ, nhưng nếu mà cành hồng nó già rồi thì nó sẽ khó hơn. Cạo sạch cái lớp lớp vỏ đi. Đấy nhá. Xong. Xong nhá. Đây. Mọi người xem. Mọi người xem cái vết này. Mọi người xem cái vết này. Vết đấy nhá. Vết khoanh rất là đẹp. Khoanh này rất là đẹp nhé. Có người ta để lâu, có người để ấy, nhưng mà mình đây thì mình chỉ
để trong ngày thôi. Trong ngày là chiều mình sẽ tiến hành chiết. Để buổi chiều là nó khô. Khô là chiết. Cành điều nhé. Cành điều này. Hoa nó đây nhé cả nhà. Đấy, hoa đấy. Hoa đẹp lắm nhưng mà bây giờ đang vào mùa hè cho nên là hoa nó không được ấy lắm. Mọi người xem video nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều.